Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình hôm nay của chúng ta gồm những phần chính sau đây. 1. Năm thứ không ngờ đang diệt lá gan từng ngày. 2. Bốn biểu hiện khi ngủ chứng tỏ gan cực yếu. Và 3. Ăn cơm xong cấm làm 5 việc này dễ đột tử. Sau đây xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. Năm thứ không ngờ đang diệt lá gan từng ngày. Quý vị thân mến, gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Ngoài việc lọc bỏ các chất độc hại, gan còn đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn và dự trữ năng lượng. Lá gan khỏe mạnh thì cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, nếu lá gan của chúng ta bị suy yếu, các chức năng không được bảo vệ, thì sức khỏe của chúng ta phải đối phó với hàng loạt nguy cơ về các bệnh lý nghiêm trọng sau đây. Mời quý vị cùng tìm hiểu năm thứ không ngờ đang hủy hoại lá gan từng ngày. Thứ nhất, ăn quá nhiều đường sẽ hại gan. Các chuyên gia cảnh báo nếu ăn quá nhiều đường sẽ hại gan, vì khi đường được nạp vào cơ thể, gan sẽ biến thành đường fructose, thành chất béo, lâu dần sẽ tích tụ thành mỡ trong nội tạng. Mỡ gan gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động của gan. Khi chức năng gan hoạt động không tốt, cơ thể không thải được độc tố. Độc tố tích tụ trong các cơ quan nội tạng gây hàng loạt các vấn đề bệnh mãn tính không lây cho cơ thể, trong đó có cả ung thư. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích mọi người không nên ăn quá nhiều lượng đường vào trong cơ thể, đặc biệt là đường từ kẹo bánh ngọt. Thứ hai, nước ngọt có ga. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống nhiều nước ngọt có ga dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Khi gan nhiễm mỡ sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy về suy giảm chức năng gan, từ đó dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Bởi vậy, nước ngọt có ga hay soda là những loại nước được coi là kẻ gây bệnh thầm lặng. Quý vị nên hạn chế sử dụng để có sức khỏe tốt. Thứ ba, rượu bia. Rất nhiều chương trình cảnh báo về tác hại của rượu đối với lá gan của cơ thể. Nhưng rất nhiều người chủ quan và vẫn duy trì thói quen uống bia rượu, trong khi các chuyên gia khẳng định không có một ngưỡng an toàn nào khi uống rượu bia. Vì rượu bia đi đến đâu có thể bị hủy hoại đến đó, đặc biệt là lá gan. Khoảng 5-10% rượu được bài tiết qua phổi, thận, và đa phần còn lại 90-95% được chuyển đến gan để xử lý. Ở gan, rượu được oxy hóa thành nước và carbon dioxide. Gan chỉ có thể oxy hóa khoảng 2 đơn vị rượu mỗi ngày, tương đương 3/4 chai bia, 330ml, 5%, 1 ly rượu vang, 100ml, 13,5%, hoặc một chén rượu mạnh, 30ml, 40%. Hoặc khi uống rượu thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ do rượu cản trở khả năng bẻ gãy các chất béo của gan. Nếu kéo dài có thể gây xơ gan, mô gan bị phá hủy, sẹo hóa, giảm lưu lượng máu đến gan, giảm chức năng gan, từ đó dẫn đến ung thư gan. Thứ tư, dùng quá liều các loại thuốc chứa paracetamol hủy hoại lá gan. Paracetamol còn được coi là acetaminophen, là một loại thuốc được dùng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam với mục đích hạ sốt và giảm đau mà không cần bác sĩ kê đơn. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay, việc mua thuốc dễ hơn mua rau đang dần được xử lý. Tuy nhiên, nhiều người đã tự coi mình là bác sĩ khi bị đau đầu, đau họng, sốt, thường tự đi mua thuốc và uống liên tục. Các loại thuốc chứa paracetamol, nếu uống đúng liều lượng, thì sau 2-3 giờ, paracetamol sẽ được bài tiết qua thận. Xong, nếu uống quá liều, paracetamol sẽ bị chuyển hóa thành chất độc hại là Napquin, gây viêm da cấp tính, lâu dần dẫn tới xơ gan, ung thư gan. Vì vậy, nếu bị bệnh, tốt nhất quý vị nên dùng thuốc theo sự kê đơn của bác sĩ.
Thứ năm, hại gan vì thừa vitamin A. Mời quý vị nghe câu chuyện của chị Hoa ở Hà Đông, Hà Nội. Chị Hoa thấy đau tức vùng hạ sườn phải, ăn không ngon và người mệt mỏi. Tưởng mình ở tuổi tiền mãn kinh nên các triệu chứng khó chịu như vậy. Nhưng khi đi khám bệnh rồi xét nghiệm máu, siêu âm, chị mới biết rằng gan của chị đang bị tổn thương nặng. Nguyên nhân chẳng có gì ghê gớm mà chỉ đơn giản là chị đã uống vitamin A quá liều trong thời gian khá dài. Chuyện là từ khi bước sang tuổi 40, chị bắt đầu thấy sức khỏe rệu rã, có dấu hiệu nhức mỏi các khớp, mắt nhìn kém. Phàn nàn với mấy người bạn cùng trang lứa, chị được mách bổ sung các loại thuốc bổ mắt, đẹp da, nào thì cân bằng hormone nữ, kéo dài tuổi xuân, thực phẩm chức năng giảm mỡ, tăng cơ. Ai mách gì chị cũng thấy hợp lý và mua về uống. Thế nên đều đặn mỗi ngày, trong nửa năm qua, chị bổ sung một viên dầu gấc nhằm bổ mắt. Mấy viên thực phẩm chức năng chị mất công gửi mua từ nước ngoài về. Ngoài ra mỗi ngày chị còn tích cực uống các loại rau quả ếch như cà rốt, cà chua, dưa leo vì chị nghĩ các loại quả này chứa rất nhiều vitamin, là ít đường, sẽ làm đẹp da mà không bị béo. Chị Hoa đâu ngờ rằng tổng lượng các loại thuốc và thực phẩm chức năng chị uống cùng những thực phẩm giàu vitamin A chị ăn hàng ngày là nguyên nhân khiến chị bị thừa vitamin A. Bác sĩ giải thích vì phần lớn thuốc và thực phẩm chức năng khi vào cơ thể, chúng được chuyển hóa tại gan trước khi được đào thải qua đường mật hoặc qua thận. Bình thường, thuốc đưa vào cơ thể là chất không độc, nhưng sau khi được chuyển hóa tại gan, một số thuốc trở thành chất gây độc với chính bản thân gan. Thuốc có thể gây độc cho gan ở mức độ khác nhau, từ nhẹ đến rất nặng. Bệnh có thể cấp tính nhưng cũng có thể mãn tính với biểu hiện rất khác lạ. Từ chán ăn, mệt mỏi cho đến vàng da, nước tiểu vàng, đau tức vùng gan, xuất huyết dưới da, thậm chí có thể xuất hiện xuất huyết tiêu hóa, hôn mê gan, suy gan nặng dẫn đến tử vong. Các bác sĩ cảnh báo, chúng ta nên sử dụng vitamin A đúng liều lượng để bảo vệ lá gan của chính mình. Sau đây là nội dung phần 2. 4 biểu hiện khi ngủ chứng tỏ gan cực yếu. Thưa quý vị, giấc ngủ bất ổn là bệnh mãn tính của nhiều người. Tuy nhiên ít ai biết rằng mất ngủ cũng liên quan đến gan. Vì gan không có dây thần kinh đau đớn, nên nếu bị suy yếu, nó sẽ phát tín hiệu qua giấc ngủ. Nếu khi ngủ có 4 dấu hiệu sau, hãy nhanh chóng dưỡng gan ngay. 1. Đau bụng giữa đêm. Khi mắc một số bệnh về gan như viêm gan, xơ gan thì chắc chắn khu vực xung quanh vùng gan sẽ phát ra tín hiệu rõ rệt. Điển hình chính là tình trạng đau bụng âm ỉ trong lúc ngủ. Điều này là do gan bị viêm và sưng lên sẽ kéo căng khu vực xung quanh, từ đó gây chèn ép tới các dây thần kinh và mô quanh gan. Vậy nên nếu gặp vấn đề này xảy ra vào ban đêm thì bạn nên nhanh chóng đi khám ngay để tránh làm tế bào gan tích tụ nhiều tổn thương và kéo theo nhiều biến chứng nghiêm trọng. 2. Chuột rút ở bắp chân. Nhiều người nghĩ rằng chuột rút ở bắp chân là do ban đêm chân lạnh, không được giữ ấm. Trên thực tế, tình trạng này cũng có thể xảy ra khi chức năng gan bị suy giảm. Người ta thường nói, gan quản gân cốt, nên gan không chỉ điều khiển các cơ và tĩnh mạch trong cơ thể, mà nó còn có chức năng dự trữ máu. Khi gan bị tổn thương thì lượng máu di chuyển đến gan sẽ giảm đi và các cơ tĩnh mạch sẽ không được máu nuôi dưỡng, gây co thắt và làm xuất hiện tình trạng chuột rút ở bắp chân. 3. Ngủ mơ và mộng du. Trên bề mặt gan có các dây thần kinh tự chủ, nên sau khi gan bị tổn thương, các dây thần kinh này sẽ khó kiểm soát được gan, từ đó làm gan càng hoạt động quá tải, gây mất ngủ, nói mơ vào ban đêm. Lúc này, bạn cần chủ động chăm sóc gan càng sớm càng tốt để tránh gặp phải vấn đề này tiếp diễn. 4. Mất ngủ thường xuyên. Cuối cùng, người mắc bệnh gan thường có triệu chứng mất ngủ xảy ra trong giai đoạn đầu. Sau khi mắc bệnh gan, chức năng đào thải của gan cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó làm gan bị ngưng trệ rối loạn. Nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ vào ban đêm, thì tín hiệu này cho thấy
cần phải nuôi dưỡng và bảo vệ gan tốt hơn. Tiếp theo đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung cuối cùng của chương trình. 5 việc ăn cơm xong làm dễ đột tử. Thưa quý vị, theo y khoa, cơ thể con người có 3 thời điểm yếu ớt nhất là lúc vừa ngủ dậy, lúc vừa tắm xong và lúc vừa ăn xong. Đặc biệt y tế ghi nhận hàng trăm ngàn ca đột tử mỗi năm vì những thói quen xấu khi ăn. Mời quý vị lắng nghe để kịp thời phòng tránh. 1. Tắm vòi sen. Nếu tắm ngay sau ăn, máu sẽ dồn lên da để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Điều này vô tình cắt bớt lượng máu cần thiết cho hệ tiêu hóa. Kết quả là quá trình tiêu hóa bị đình trệ, dễ đầy bụng, tích tụ mỡ thừa. Nếu kéo dài, còn có thể gây đau dạ dày mãn tính. Không chỉ thế, việc tắm nước lạnh lúc này rất nguy hiểm. Đường huyết đang hạ nên dễ gây ngất, thậm chí suy tim. Nếu lúc đó thể trạng bạn đang yếu, do đó sau khi ăn cần nghỉ ngơi ít nhất 1 tiếng đồng hồ rồi hãy tắm. Khi tắm, chọn nước ấm vừa phải, từ 30 đến 37 độ C. 2. Chạy nhanh, tập thể dục mạnh. Tập luyện ngay sau bữa ăn có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa. Bạn thậm chí có thể còn buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt. Bài tập duy nhất nên thực hiện sau khi ăn là tư thế kim cương. Bạn quỳ gối xuống thảm hoặc bề mặt nền sao cho lòng bàn chân không chạm đất. Tay đặt nhẹ lên gối, có thể kết hợp hít thở nhẹ nhàng. Bài này có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp bạn thư giãn. 3. Ăn trái cây tráng miệng bằng hoa quả là thói quen của nhiều người, nhưng nó lại vô tình rước thêm hàng chục bệnh tiêu hóa. Thứ nhất, axit trong trái cây khi tiếp xúc với thức ăn sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, gây đầy bụng, khó tiêu, tăng nguy cơ bệnh dạ dày và đại tràng. Thứ hai, một số loại hoa quả ngọt như chuối, vải, nhãn, chôm chôm, mít có thể làm đường huyết tăng vọt sau khi ăn, đặc biệt là bữa ăn đã có cơm trắng. Đây là thói quen hàng đầu gây bệnh tiểu đường. Vì thế, muốn tráng miệng bằng hoa quả thì nên đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn cơm xong. 4. Đi ngủ. Nếu bạn thích chợp mắt ngay sau bữa ăn, nên từ bỏ thói quen này. Về cơ bản, khi bạn nằm ngủ ngay lúc vừa ăn no, dịch tiêu hóa do dạ dày tiết ra sẽ trào lên và gây ợ chua. Toàn bộ quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng bởi việc này. Sau khi ăn, nên ngồi nghỉ ngơi ít nhất 30 phút để các thức ăn trong dạ dày được tiêu hóa, rồi mới nằm ngủ. 5. Hút thuốc. Đây là một trong những điều tệ nhất bạn làm cho cơ thể mình. Ai cũng biết hút thuốc gây hại cho sức khỏe, nhưng hút thuốc ngay khi vừa ăn xong còn tệ gấp 10 lần. Thuốc lá chứa chất gây ung thư có thể làm trầm trọng thêm hội chứng ruột kích thích và thậm chí dẫn đến viêm loét đại tràng. Ngoài ra, hút thuốc lá khi vừa ăn no, mô phổi sẽ tăng cường hấp thụ khói, khiến các chất độc hại như nicotine xâm nhập vào cơ thể nhiều hơn. Không chỉ kích thích đường hô hấp và phổi, việc này còn gây tổn thương cho toàn bộ cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, nội dung trên cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hy vọng qua video ngắn ngủi này, quý vị đã bỏ túi thêm nhiều mẹo bổ ích giúp việc sinh hoạt và ăn uống khoa học hơn. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.